Câu lạc bộ câu cá thể thao tỉnh Thanh Hóa vừa chính thức được ra mắt và nhân dịp này, giải câu cá thể thao tranh cúp Thanh Hóa năm 2020 cũng đã diễn ra thành công tốt đẹp. Câu lạc bộ câu cá thể thao tỉnh Thanh Hóa là tổ chức xã hội nghề nghiệp, tổ chức và hoạt động theo điều lệ được Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa phê duyệt, tuân thủ quy định của pháp luật, chịu sự quản lý nhà nước của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa và các sở ngành có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của câu lạc bộ. Câu lạc bộ câu cá thể thao tỉnh Thanh Hóa có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng, tự đảm bảo kinh phí, trụ sở và phương tiện hoạt động. Sau khi được Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa cho phép thành lập, câu lạc bộ câu cá thể thao tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành đại hội lần thứ nhất nhiệm kỳ 2020-2025 và ban chủ nhiệm câu lạc bộ câu cá thể thao tỉnh Thanh Hóa cũng đã chính thức ra mắt. Tôi rất vinh dự đảm nhận cái chức vụ chủ nhiệm câu lạc bộ câu cá thể thao tỉnh Thanh Hóa. Tôi và cùng các hội viên trong câu lạc bộ câu cá sẽ cùng nhau đoàn kết và gây dựng câu lạc bộ ngày càng phát triển mạnh hơn và cũng liên kết cùng với các câu lạc bộ ngoài tỉnh để kết nối sự đam mê với một bộ môn câu cá. Câu cá thể thao ngày nay là một thú chơi điền viên quen mà lạ. Không biết từ bao giờ nó đã trở thành niềm đam mê, thú vui của không ít người để tránh xa những ồn ào, náo nhiệt của cuộc sống hiện đại. Vì vậy ngày nay có nhiều người tìm đến với môn câu cá thể thao. Và ngay trong lần đầu tiên Thanh Hóa tổ chức giải tại Hồ Đồng Trược, đã có 130 cần thủ đến từ 26 câu lạc bộ câu cá trên toàn quốc về tham dự. Các cần thủ tranh tài trong khoảng thời gian 4 tiếng đồng hồ. Sau đó ban tổ chức sẽ dựa vào tổng trọng lượng cá câu được của một cần thủ để xác định các vị trí xếp hạng. Nói chung là mình chọn cái bộ môn câu cá giải trí này. Thứ nhất là mình để có cơ hội, ví dụ như những cái lần đi giao lưu này thì được gặp gỡ tất cả những anh em cùng chung cái sở thích đam mê là câu cá trên khắp mọi miền Tổ quốc. Môn câu cá này nó mang lại cho con người ta những cái thư thái, thư giãn trong cuộc sống, bao lo toan, bao mệt nhọc trong những ngày làm việc. Kết thúc giải, ban tổ chức đã trao các giải cho cần thủ câu được con cá to nhất. 3 giải khuyến khích, 3 giải tư, 1 giải ba, 1 giải nhì và 1 giải nhất. Thành công của giải câu cá thể thao tranh cúp Thanh Hóa lần thứ nhất sẽ là tiền đề để ban chủ nhiệm câu lạc bộ câu cá thể thao tỉnh Thanh Hóa tổ chức nhiều giải đấu chất lượng trong những năm tiếp theo.